Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái thắt lưng da Oxy này mình vừa mua nhé. Nào, ra đây ngồi. Đấy. Sao biết dùng? Em biết dùng. Bên trong. Bên trong cái này thiết kế bên trong. Anh đấy đang chơi đểu mình đấy. Trước em có một cái em đeo bên trong đây. Anh mình đâu mà không biết dùng em ạ. Đó, thò vào trong nó cắm vào. Đấy. Này đi vào trong không? Dạ. Sao làm bên trong không? Vì cái cài nó bên trong. Anh ngồi anh để anh cắt bỏ trong. Nào xuống mình để cho anh em xem. Cài bên trong rồi. Cái đó là mình làm bỏ trong chứ anh bỏ trong. Lưng da rất là đẹp, chất lượng, đúng không? Giới thiệu thắt lưng da cùng bé. Chất liệu rất là tốt anh em ạ, vừa mềm, vừa không được ấn. Nước trắng. Không được ấn, bảo rồi. Nào, anh em cùng xem nhá. Đấy. Tóc bị dài rồi. Tóc bị sắp cành dài rồi. Ôi giời ơi. Này, nghỉ thế. Đây, anh em xem nhé. Anh em nào mà thích loại này thì cứ eBay cho mình nhé, mình không cần giới thiệu nhiều đâu. Mọi người nhìn cái là biết ngay, biết chất lượng của nó ngay. Đây là mình vừa mua, cái này là 2 triệu anh nhỉ? Cái này mua 2 triệu. Đấy. Thắt lưng da này của mình mua 2 triệu anh em nhé. Ai mà thích thì eBay cho mình để lại cho 1 triệu rưỡi. Mình vừa được tặng một cái 3 triệu rồi. Đây anh em xé thoải mái, đốt thoải mái, không mà đứt. Chúng ta là anh em tốt. Cục xì ngò ông bé lắc. Cục xì ngò là ông bé lắc. Cục xì ngò ông bé lắc. Cục xì ngò bà thân bé lắc. Cục xì ngô ông bé lắc. Cục xì ngô là ông bé lắc. Ôi giật hết cả mình lên. Giật hết cả mình lên. Ôi nhàng ơi. Qua chị làm lộn cái keo bắn lên chị Quỳnh nói. Có đẹp không mọi người? Đẹp không mọi người? Ngồi như nào? Ngồi như nào? Em bố luôn nhỉ? Đói lắm rồi. Đói à? Chưa tắm mà đã đói. Chú nào đói? Nhật. Chú Nhật đói lắm rồi. Thế chú Nhật chưa tắm mà chú Nhật đói à? Chú chưa tắm, chú đã đói rồi. Thế chú tắm đi rồi ăn cơm. Chú Mỹ phải dậy, chú Mỹ đi tắm hay chưa? Chú đi tắm đi. Dậy để chú đi tắm nào. Không. Thế làm sao mà chú tắm được? Chú đẩy Mỹ ra. Chú đẩy Mỹ ra nào. Ổng. Chú Mỹ có ra đâu mà chú đi tắm được. Thế không cho chú đi tắm á? Ổng. Thế thì chú bảo đây phải dậy đi ra. Sumi dậy đi ra. Phải dậy đi ra. Sumi phải dậy đi ra. Phải dậy đi ra. Phải dậy đi ra. Không thì chú đi cả mi. Không thì chú đi cả mi. Đi đi. Trêu chú hả?
Rồi chào tất cả anh em nhé. Chú thông cọc que cả, nhìn thấy chưa?